Nếu có một trong những cái biểu hiện này, hoa mắt chóng mặt, leo lên cầu thang cảm thấy tay chân bị run, thỉnh thoảng hay bị rùng mình, tứ chi lạnh, hay bị toát mồ hôi, mồ hôi tay và mồ hôi chân, thỉnh thoảng đi ngủ hay bị giật mình, chị em mình lưu tâm nhé. Đây chính là tình trạng bị thoái hóa, viêm đa khớp, với lại cái dây thần kinh của mình nó đang bị chèn ép, nó đang bị đè. Ví dụ nếu như mà nó bị đè phần thắt lưng nha, đau mỏi thắt lưng này, tiểu đêm, tiểu dắt, tiểu buốt, ngồi ghế này, cảm giác rất là mệt mỏi, khó chịu. Và nguy hiểm hơn, loãng xương, xốp xương, mình chỉ cần vận động một xíu thôi, một tí thôi là có thể đau ngay, đau tay, đau chân, thậm chí là gãy xương. Nên anh chị em mình lưu tâm nhá, nếu các cô, các bác mình gặp một trong những cái biểu hiện như này, mình lập tức mình cần phải khôi phục lại cái bộ xương của mình, khôi phục tái tạo tế bào xương chức năng thương, khôi phục tái tạo tế bào xương chức năng xương, thải độc, làm sạch mạch máu bằng cách sử dụng canxi hữu cơ sinh vật, canxi thủy phân enzyme, canxi nhập khẩu trực tiếp từ Pháp, và ích thanh trà mình uống thay nước lọc cả ngày để đào thải độc tố cho người nhẹ nhàng lấy lại giấc ngủ anh chém nhá.